Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2024 được dự báo như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 80%.